Hèm mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn cùng các em nhỏ. Chúc cả nhà một ngày mới thật là bình an và vui khỏe. Hôm nay Heo chia sẻ cách làm một món bánh rất là dân dã, bánh quê mà chúng ta thường hay bắt gặp các bà, các cô, các dì hay làm trong những ngày Tết. Đó là bánh con sùng. Nhưng hôm nay Heo sẽ không nướng và Heo sẽ làm bằng cách mới nhưng rất là ngon và lại nhanh. Và đây là nguyên liệu của Heo, giờ cả nhà cùng vào bếp làm với Heo nha. Để làm bánh con sùng, Heo dùng một trứng gà tầm 4-50g. Nếu như cả nhà không có trứng gà công nghiệp á, mình dùng gà ta thì mình dùng 2 trứng nha. Xong rồi Heo sẽ đánh cho trứng gà của mình tan đều ra hết. Đánh cho trứng gà của mình nó bong lòng trắng và lòng đỏ. Xong rồi Heo sẽ cho vào đây 100g đường cát. Heo sẽ trộn cho trứng và đường nó hòa với nhau. Tiếp tục, Heo sẽ cho vào đây 100g bơ. Và bơ của Heo dùng là bơ Tường An. Cách mình trộn đường với lòng đỏ trứng cho mịn ra thì khi mà mình để bơ vào á, mình đánh bơ rất là dễ tan luôn. Mình dùng bơ ở nhiệt độ bình thường, không cần phải để vào ngăn mát tủ lạnh nha. Heo trộn được 1 phút thì bây giờ bơ đã rất là mịn. Lúc này Heo cũng cho vào đây 80g sữa đặc. Heo cũng khuấy đều tay cho sữa đặc nó hòa quyện với đường, bơ và trứng. Tất cả đã hòa lại với nhau. Lúc này Heo sẽ cho vào đây 30g bột năng và 400g bột mì đa dụng. Bột mì loại nào cũng được, miễn sao lượng protein trên 9,5 là được. Heo sẽ trộn bột cho nó có độ kết dính với lại bơ và đường và sữa. Và để cho bánh của mình có độ béo hơn, Heo cho vào đây 150g dừa nạo sợi. Đây là loại dừa vừa rám, nó rất là mềm và béo luôn. Xong rồi thì bây giờ Heo cũng sẽ nhào trộn cho tất cả nó quyện vào nhau. Và bây giờ Heo sẽ dùng tay để nhồi bột nha. Đối với bột này thì mình không cần phải nhồi quá lâu, mình chỉ cần nhồi cho đến khi nào bột của mình tạo thành khói là được. Heo nhồi tầm khoảng 2 phút thì bột của Heo bây giờ đã có độ kết dính và thành khói như vậy nè. Lúc này mình sẽ lấy bột lên mình kiểm tra nha. Heo sẽ lấy một xíu bột, xong rồi mình vo lại, mình thấy bột không còn dính tay nữa là đạt. Cả nhà xem, bột của Heo rất là mịn và mềm luôn. Những sợi dừa nó quyện vào bột, mình nó không còn nhìn thấy nữa. Như vậy là phần bột Heo đã nhồi xong. Bây giờ thì mình chuẩn bị để đi tạo hình mình làm bánh nha. Heo có chuẩn bị cái thớt phẳng. Bây giờ thì Heo sẽ cho bột ra. Lấy một phần nhỏ, phần còn lại mình cũng sẽ dùng nắp đậy lại. Và bây giờ Heo sẽ dùng tay để tạo hình và tay Heo đã vệ sinh rất là sạch. Nếu cả nhà khéo tay á, mình chỉ cần á lấy cái tay mình ngắt bột mình làm thôi à. Nhưng mà Heo muốn xe như vậy nè, để mình cắt ra cho nó nhanh cho dễ nha. Giờ Heo sẽ lấy một khối bột nhỏ, xong rồi mình sẽ vo tròn lại. Vo tròn xong thì Heo sẽ đè bẹp nó và mình sẽ vo thành cái gói hình dài gì nè. Và hôm nay dụng cụ để làm con sùng là Heo dùng á, cái bàn chận rau củ. Sẽ để cục bột lên, xong rồi á thì mình dàn đều ra, cứ dàn cho bột nó bẹp ra vậy nè. Xong rồi mình sẽ dùng tay mình đẩy cái viền nhẹ lên, mình đẩy nhẹ thôi nha, mình đẩy hai bên như vậy nè. Đó, như vậy là Heo đã tạo ra được một con sùng ú ù rồi, rất là nhanh luôn. Giờ Heo sẽ làm thêm một con thứ hai nữa cho cả nhà xem nha. Nếu cả nhà thích con sùng lớn á, thì mình lấy cái viên bột lớn. Còn thích con sùng nhỏ thì mình lấy viên nhỏ. Nhưng mà cả nhà nhớ dàn cho mỏng ra nha. Như vậy tí nữa bánh của mình nó sẽ rất là giòn ngon và cũng nhanh chín nữa. Hay làm xong con thứ hai rồi nè. Mình làm tí xíu mình quen tay là rất là nhanh luôn. Với bột này á, mình có thể tạo hình bất cứ cái con vật nào mình thích, hoặc là bông hoa cũng được. Bây giờ Heo sẽ tạo hình chiếc lá cho cả nhà xem nha. Dễ lắm, chỉ cần mình xe cho cọng bột dài như vậy nè, rồi mình sẽ quay hai vòng tròn. Đó,
mình ngoẻo cái đuôi bột qua bên kia. Heo sẽ dùng cái cây trộn bột, mình ấn chính giữa như vậy nè. Đó, rồi bây giờ heo sẽ ốp lại. Rồi cả nhà thấy có giống chiếc lá không? Rất là dễ luôn. Heo đã tạo được mấy chiếc lá, bây giờ heo sẽ làm cái hoa cho cả nhà xem nha. Heo cũng dùng cái cây trộn bột, mình lấy cái cán nè, mình ấn ở chính giữa, xong rồi mình dùng cái đầu mình sắt làm bốn cạnh. Xong rồi rất là dễ, mình lấy cái tay mình bóp hai cạnh lại là thành cánh hoa rồi. Và đây heo đã tạo được một cái hoa nè, dễ lắm luôn đúng không cả nhà? Heo thấy con sùng, chiếc lá, cái hoa, loại nào cũng dễ thương hết. Và bây giờ heo sẽ làm tiếp tục nha. Và đây heo đã làm xong hết rồi nè, bây giờ heo sẽ chuẩn bị đi chiên. Chiên heo sẽ cho dầu vừa đủ để ngập con sùng thôi à. Khi chiên heo sẽ cho vào dầu một tí xíu bột bắp để chiên á, dầu nó sẽ không văng. Heo sẽ khuấy cho bột bắp nó hòa tan trong dầu. Bột đã tan và heo sẽ kiểm tra xem dầu nóng chưa. Bây giờ dầu đã nóng rồi, heo sẽ cho bánh vào chiên nha. Và khi chiên bánh, mình chiên ở lửa vừa, không lớn cũng không quá nhỏ. Nhỏ thì bánh của mình nó sẽ bị bung ra, còn lớn quá thì bánh của mình sẽ rất là nhanh khét và không chín bên trong. Khi chiên, cả nhà nhớ xoay trở đều tay cho bánh của mình nó được chín đều. Trong bánh có dừa nạo sợi cho nên khi chiên nó sẽ ra bột như vậy nè. Nếu như cả nhà thấy nhiều bột quá, mình có thể vớt bột ra nha. Bánh cũng đã vàng rồi, giờ heo chuẩn bị cái rổ để mình cho bánh qua rổ để nó rõ hết dầu. Cả nhà nhớ mình chiên bánh cho vàng nha, vàng thì bánh ăn mới ngon. Và chiên bánh này nhanh lắm, mình chiên mình xoay trở qua lại chưa đầy 2 phút nữa là bánh của mình đã chín rồi. Lấy bánh vàng ra hết, tiếp tục heo sẽ để phần bánh mới giờ mình chiên. Và đây là rổ bánh heo chiên xong rồi nè cả nhà. Bánh rất là vàng và giòn luôn. Heo lấy hai cái bánh heo gõ này nghe róc cốc luôn á. Giờ heo bẻ cho cả nhà xem bên trong bánh thế nào nha. Bên ngoài giòn nhưng bên trong rất là mềm xốp. Heo mời cả nhà dùng với heo nha. Heo để bánh vào dĩa cho cả nhà nghe độ giòn nha. Bánh rất là giòn và không bị động dầu, khô ráo rất là ngon. Ăn vào miệng thì có độ mềm xốp, thơm bơ, béo của dừa nạo sợi, ngọt ngọt của đường và sữa, không có ngọt quá, ngọt vừa phải. Món này người không có cần răng ăn cũng được nữa, nó rất là mềm và xốp luôn. Bánh này mình ăn mình kết hợp với ly trà nóng nóng, ngon lắm. Nhỏ heo thấy ngoại heo làm mỗi lần làm là ngoại để vô cái lò, xong rồi nướng để than mặt trên mặt dưới rất là cực luôn. Nhưng bây giờ heo đã cải cách, heo làm bánh này với cái cách là chiên, rất là ngon và nhanh. Khi mình chiên xong, bánh của mình nguội lại, mình có thể để vào keo thủy tinh hoặc là bọc zip, mình có thể bảo quản mình ăn rất là lâu. Hy vọng chia sẻ của heo sẽ mang đến cho cả nhà món bánh con sùng để mình làm ăn trong ngày Tết nha. Và video của heo đến đây là hết rồi. Heo kính chúc quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn cùng các em nhỏ thật là nhiều sức khỏe. Thích video xin cho heo một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Khi đăng ký cả nhà nhớ nhấn vào chuông để nhận video mới. Heo cảm ơn đã xem và hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo. Chúc cả nhà ngon miệng với bánh con sùng nha.